Hello mọi người nhé, bây giờ mình lên đỉnh núi Trà Kiệu mọi người nhé. Mình bắt đầu đi lên núi Trà Kiệu mọi người nhé. Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu này. Bên này cũng xin ơn mọi người nha. Có cho mọi người ở nhà luôn may mắn nha mọi người nha. Được ơn của mẹ này. Mình quay tiếp mọi người nhé. Mọi người cùng mình leo lên bậc thang mọi người nha. Đó. Mình tiếp tục mình quay nha. Ba ra để cháu quay không này. Hôm nay là tượng Thánh Mikael này. Đẹp ơi đẹp. Tượng Thánh ông Mikael đang chiến tranh để đậu chiến thắng con quỷ mọi người nha. Đây. Đậu con quỷ mọi người nè. Thì cứ gớm á. Đậu con quỷ nè. Hôm nay mình con quỷ này cũng có cánh mọi người nhá. Cánh con quỷ nè. Đấy, tượng Thánh Mikael đây. Mình đứng xa để mọi người xem. Hơi nóng nhỉ. Ơi. Đây mình đi lên bậc tiếp mọi người nha. Đi lên nhà thờ này. Mây. Khói. Đây là chỗ nước Sinner này. Khói ra. À, đốt khói đấy nhỉ. Đây là giếng nước nhá mọi người nhá. Cẩn thận nhưng mà quay này cẩn thận không là rơi điện thoại xuống rồi. Mình quay cái này mà. Mệt mỏi đấy. Mệt mỏi đó. Đây, mình quay đây. Đây nhà thờ Trà Kiệu mọi người nhá. Nhà thờ trên đỉnh núi. Đấy. Nhà thờ trên đỉnh núi đây. Đức Mẹ Trà Kiệu. Mình kết thúc clip nha, chào mọi người nha.